Thức dậy đi mà. Không. Đi mà. Không. Ngày hôm nay mẹ cho anh này một bài học vui lắm. Cái gì á? Dậy thì dậy mau. Yes. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đó chính là dọn dẹp nhà cửa. Như mọi người thấy đó, phòng của Nì có rất là nhiều đồ chơi luôn, mà toàn là chơi bệt ở dưới sàn không à. Cho nên Trang rất là lo, nếu mà có vi khuẩn hay là mầm bệnh thì rất là dễ lây nhiễm. Nên Trang kỹ lắm, phải dùng nước lau sàn có thể loại bỏ được vi khuẩn thì mới yên tâm cho Nì chơi đùa được. Giờ là sẽ tới công đoạn chúng ta sẽ pha nước lau sàn nhà, con hiểu không? Thì hôm bữa trước á, đi siêu thị thấy có nước lau sàn Sun Life mới, có thể loại bỏ được 99,9% vi khuẩn, cho nên là rất là mê. Bây giờ chỉ mua cái này về xong rồi là một nắp như thế này thì chúng ta phải pha được 5 lít nước đó, đổ vô thế này. Với sản phẩm Sun Life Hương Biển Xanh là một cái nhãn hàng rất là uy tín và có mặt trên thị trường rất là lâu rồi. Hơn nữa còn được Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và chứng nhận về khả năng loại bỏ 99,9% vi khuẩn. Cho nên Trang đã rất mạnh dạn ship về cả hai chai luôn. Nghe mùi thơm đó. Con nghe mùi thơm luôn ạ. Ừ, thơm đó hả? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lau nhé. Trời ơi, giỏi quá. Mình có thể lau qua mà không cần lau lại bằng nước. Yên tâm là không kích ứng gì lên da hết. Nếu như ai muốn có mùi thơm tho hơn một tí xíu thì mình có thể pha thêm một chút xíu dòng Sun Life lau sàn hương hoa hiện tại. Khi lau xong thì cảm giác rất là yên tâm, bởi vì cái sàn nhà của mình đã được loại bỏ 99,9% vi khuẩn. Yeah, bây giờ thì sàn nhà đã vừa sạch, vừa thơm, vừa bóng và vừa mát nữa. Nì và mẹ có thể nằm lăn ra, vừa chơi, vừa ăn, vừa ngủ luôn ở đây cũng được. Hôm nay Nì rất là giỏi nha, Nì biết được rất là nhiều thứ, biết quét nhà nè, biết dọn đồ chơi nè, rồi Nì còn biết lau nhà nữa chứ, giỏi quá, đi vô.